Xin chào quý anh em. Hiện tại thì mình đang ở nhà anh Đức nha. Ở đây là thị trấn Thủ Thừa của tỉnh Long An. Hôm nay anh Đức có giao lưu 4 cây mai nha. Đặc biệt có 1 cây mai xù. Hơi bị khủng nha anh em. Rồi mời quý anh em vô tham quan cái khu vườn của anh Đức ngày hôm nay. Cây này không có còn chỗ nào để không xù nữa anh em ơi. Cái cây số 1 này nó cao khoảng nhiêu anh Đức? Cái này chắc cũng về gấp mấy vậy, 2 mét thôi. Dạ, tầm khoảng 2 mét anh. Còn tàn ngang nó cũng có đó anh em ơi, hơn 2 mét nha. Tàn cũng lớn nha. Có, hồi nhỏ này đứng lên chậu thôi, đứng lên cái chậu này thôi. À, ở nằm đây bao lâu rồi anh Đức? Nằm đây chắc cũng 10 năm rồi. À, 10 năm ha. Cái bạch bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Đức? Cánh, 9 cánh gì đó. Bông nó màu đẹp lắm, màu đậm đẹp. Dạ. Cái này Tết có cho bông không? Thấy nó còn nút nụ nhiều quá anh Đức. Có chứ, mà mới ngắt bỏ hết rồi đó, mà lên nữa nó ra nữa nè. À, nó gan đợt nữa hả anh? Ừ, ra đợt nữa đó. Lạ hay anh em coi búp nè. À, ngắt rụng hết trơn xuống dưới đó, bỏ hết. Cái này Tết anh chơi đợt rồi. Chơi đợt rồi, bỏ rồi đó. Giờ ra nữa. À. Hồi Tết chơi đợt Tết vậy nè em. Ngoài dưới thấy cắt ngắt bông dưới hết rồi. Dạ, bây giờ nó ra thêm đợt nè. Mà năm nào cũng vậy hay sao anh? Năm nào cũng vậy. Rồi, hơi bị lạ ha. Xù đột biến, cút chủ gõ gàng lên nha nè. Cái này muốn giữ nữa nè, về bắt đầu mình gùng tàn vô nha, cho vàng xương nó lực lên nữa. Một cây mai xù khó tìm anh em ơi. Xù trái chính hiệu anh em ơi, 100% luôn. Đây. Cây này xù mà nó có bóp nha, cái thân nó đẹp lắm. Thân tròn luôn. Dạ, tròn trịa nha. Cái khúc xù này nó tầm khoảng bao nhiêu anh Đức? Để anh đo thử cái phần thân nạc đó, một cốt lên khoảng nhiêu cho anh em hình dung như nào, nó xù quá. 65. Rồi, 65 nha, gần 7 tấc rồi nè. Nó chảy xuống mà dần thực. Rồi mình đo cái hoành luôn coi nhiêu Đức. Cây này đế hồi xưa giờ đâu có môi lên hả anh? Không, không có môi luôn. Nguyên si luôn ha. Anh đo nhiều thông số anh em ơi. Này lần đầu tiên anh Đức lên sóng nha, xưa giờ không có mua quán gì hết anh em. Có con cây à. Do có ảnh cất cái mái chè đó, ảnh giao lưu. Trên này là 60 vậy nè. Rồi 60, cao nữa anh nhiêu anh? À. Cao có 2. Rồi 62 mình đo sát gốc coi nhiêu anh Đức? Sát gốc nó 75. Rồi sát gốc 75 nha nè. Hôm nay có 4 cây à, quay từ cho anh em chiêm ngưỡng cũng lâu rồi anh em ơi. Mới xuất hiện cây mai xù đẹp vậy nè. Đây, mặt đế đây nè. Nguyên một đống luôn nha. Nó chảy ra làm như sáp đàn cày vậy nha. Nguyên cây trắng của tôi có cây mai xù này chứ không ai đâu có. Dạ. Nguyên si bông zin nha. Cái này thì mặt bông nút nụ nó mọc ra từ thân đế ra luôn nè. Anh em coi cái chân đế nè. Cây này kiếm cây thứ hai cũng khó lắm anh em ơi. Chảy nè, mặt nào như mặt đó. Làm như chiếc cúp vậy nha. Dạ. Ở sát cái mặt này là 75 hoành nha. Còn ở trên cao là 60-62. Nói chung chuẩn là tầm khoảng 60 trở lên nha. Cực kỳ cây mai luôn. Nói chung bông mà anh báo có anh chia sẻ cũng lạ lắm nha. Nằm nó chỗ 2-3 đợt nè. Đã anh có quay hiện trạng cho anh em xem đó. Tết nó chỗ một lần rồi, giờ mà nút nụ anh em coi nó đặt cây chơi như nè. Đột biến để nguyên zin nha, chưa có làm hay mau gì lên hết. Này tới xem thực tế ngoài mới đã nè. Vàng hực. Cây thân tròn trịa nha, tán lớn nha, tròn quay nha. Nè, quay cho anh em xem nè. Này vì anh em thượng lên cái bồn cao nữa, rất là đẹp nha. Này bộ tàn nữa là đặt thêm nữa là hoàn hảo luôn. Rồi tiếp theo này mã số 2 nha anh em. Cái này là chốt 4 cây nha nè, 4 cây, cuối vô anh sẽ báo giá nha. Rồi cây số 2 nè anh em. Tàn tròn số 2, số 3 là cặp nha. Trước cửa nè. Số 2, số 3 cặp á. Nó cũng xù luôn. Hai cây này là cũng anh em với cây mai xù là số 1 hả anh? Ừ, anh em á.
Dạ. Chung một vườn nữa. Rồi cây số 2 này cao khoảng nhiêu vậy anh Đức? Đây là chắc cũng 2 mét mấy à, nó cao. Rồi còn ngang nữa anh. Dạ, cũng có đó 2 mét mấy á. Bông sao anh Đức? Bông nó cũng đẹp lắm, cũng đều vậy đó bông. Vàng vàng nghệ đẹp lắm. Này. Nó cũng có lem chứ. Rồi, cây này cũng thuần bồn luôn nha. Cây này bổ đế nó xù hết luôn em. Đang lên mạnh lắm. Quy một bệt luôn. Đâm đo cái hoành coi nhiêu đất. Cái này đó trồng trong chậu á, nó nhỏ hơn. Dạ. Mới xuống mấy năm nay. Rồi đo cái hoành chứng cái mình đo luôn cái nồi đế anh. Cái hoành này 40. Rồi, 40. Đế 62. Sao hàm đo sát luôn rồi nè. À, vòng vòng cho khán giả hình dung luôn. Cái này bên dưới nó còn nhiều không anh? Còn nhiều, nó có chưa có không có môi lên mà. Dạ. Nên nó còn bự dưới. Gần 70 luôn. Rồi, 70 nha anh em. Để xa xa cho anh em xem bộ toàn đó. Cái này do anh nhu cầu anh đang lên tính làm cái mái che này nha anh em. Nên cho lưu với anh em 4 cây. Bán hết 4 cây luôn nha. Một lô. Đây, tàn tán cũng đẹp nha. Tròn quay à, cái này cắt nhẹ nhẹ vô cho nó tròn cái tàn nè. Cái này đế nguyên khối nha, anh chưa có làm, chưa có môi luôn. Xù bộ đế. Một cốt. Đo trên cao 40 nha. Đây, tàn tán đẹp. Rồi tiếp theo cái mã số 3 nha anh em. Số 3 số 2 chiều cao cũng ngang nhau anh em ơi, hơn 3 mét nha. Cây làm như bông thơm ha, anh Đức có nó có ong bu nè. Ngon lắm, ong bông cái bông này ba cũng chùm con lùi luôn á chứ phải không gì đâu. Dạ. Cái này tết có chụp hình được lại không anh? Có hay gì nè anh em, coi bông chùm mình nè. Qua tết mà vẫn còn bông nha. Cây này ong bu quá trời luôn nè. Cái này thơm lắm. Một cốt lắc lượng nha, cây này bổ đế cũng xù luôn. Cây này là cái hình đó đã lắm đó, anh thích cái hình cái này chứ là nó có hình gì đó. À đây. Như là con người đang thảnh thơi vậy. Đúng rồi. Ừ. Thả hồn vậy. Lắc đẹp quá ha. Đây nè, lắc lượng nha. Đấy vậy lắc lượng đó, mọi người nhìn nó. Cái này thiên nhiên luôn ha Đức. Thiên nhiên. Rồi, đây anh em. Cái này anh em chơi bonsai cũng ngon nè, gùng lại nha. Nó như nhìn nó giống nó đẹp nó như tiên nữ. Hẻo lả ha. Ừ. Quá lực cái cây. Rồi đâm đó cái hoành coi như đất. Bộ đế thì nôm đều nha, đặc khừ luôn. Ba cái này là ba anh em hả anh Đức? Ba anh em đó đó. Hoành này 44. Rồi 44. Dây đế. Đế 63. 63. Mình đo ngay giữa cái eo coi nhiêu anh? À đúng rồi. Giữa cái eo này 40. Rồi 40 nha. Để em đi dắt vòng bộ đế cho anh em xem lại một lần nữa. Chưa khui luôn bắt sao thì sâu dưới chứ bộ đế nó đã lắm đó. Hồi xưa thì nằm đây luôn anh? Không, họ trong chậu anh em xuống. À. Xưa trong chậu. Rồi. Chậu nó mới mất sáng thân nó mới nhỏ lên cái thù đó. Cây này cái thân đẹp ha, thân thế đẹp anh em. Ẻo lả cái cây. Nói là trong chậu đó bởi vậy nó bị nhỏ hơn, nó không đủ. Tự nhiên. Đây. Tàn này do anh trồng thả nha, giờ mình bấm tàn cho nó tròn thành thằng thông nha nè. Đúng rồi, tại anh không có biết sửa nên không được đẹp thôi. Dạ. Thân một cốt. Rồi cái góc mã số 4 đây ha anh. Anh Đức. Đây nè, cây này thiên nhiên nha. Rồi vô mình đo hoành coi nhiêu anh. Cây này thân cũng lắc lượng nha. Chi tàn này gì vô dây anh em ơi. Hoành bố cũng 40 luôn, 41. Rồi, hơn 40 hoành luôn nha. Cái này mặt bông sao anh Đức? Bông này thì nó không được như bông kia, cái này nó không chung với cây sầu. Là tầm khoảng nhiêu cánh anh? Cũng 5 cánh, 7 cánh đó mà. Nó hồi bông nó không được đẹp như bằng mấy cái này. Rồi, bông 5, 7 cánh nha. Cây mã số 4. Gọi Đức ơi, 4 cây này là mình chốt với khán giả cách sao anh? 4 cây em chốt luôn là 360. Mình có hỗ trợ gì không anh? Bán tại vườn. À còn thương lượng nhẹ ha.
Rồi, 4 cây này anh Đức báo giá là 360 triệu nha anh em. Bán tại vườn nha. Giá nói chung còn thương lượng nhẹ nha. Anh em xem hợp nhãn liên hệ anh Đức nha để mình chốt cái lô này. Có cây này kết quá anh em ơi. Anh em nào ở gần ha, đây hay thôi có điều kiện đó. Đến trực tiếp cái vườn của anh Đức tham quan cây này anh em. Cây này kiếm cũng căng anh em. Khó tìm nha. Dạ. Cũng lâu rồi mới xuất hiện cái mai này nè. Rồi, alo anh Đức nha, số điện thoại ngay phần tiêu đề video.